phía sau lưng các bạn đây là nhà văn hóa thôn Long Mỹ các bạn, ngay chỗ thị xã Hội Nhơn. Vâng, phía bên kia đó là cách vị trí mình đứng một xíu là đó là cao tốc Bắc Nam đi qua thị xã Hội Nhơn các bạn. Đấy. Vâng, hiện nay thì cũng đang làm thôi, làm những giai đoạn đầu thôi các bạn, cũng không có còn lâu lắm mới xong đó, mới có đổ đất thôi. Hiện nay thì mình thấy đi ngang qua cái vị trí này thì mình thấy chủ yếu là họ làm những cái cầu với những cái cống các bạn, với những cái gọi là đường vượt bắc qua những cái đường đi An Lão đó. Bên phía này là sông An Lão nè các bạn, rồi sông Lại Giang đó. Đó, đi xuống xíu nữa là phường Bồng Sơn rồi. Vị trí này cách thành phố Quy Nhơn khoảng chừng 85 km các bạn, 85 km. Đấy, cách trung tâm của phường Bồng Sơn khoảng 4 cây. Ok, mình cập nhật một đoạn cho các bạn xem nhé. Trạm thu phí Bắc Bình Định các bạn, BOT Bắc Bình Định. Vâng, đây là hướng ra các bạn, hướng ra thị xã Hội Nhơn. Sơn các bạn, phường Bồng Sơn của thị xã Hội Nhơn đó, rẽ bên phải này nè. Và hôm nay thì kênh Quy Nhơn City sẽ quay cho các bạn chi tiết về cái cao tốc đi ngang qua thị xã Hội Nhơn, cao tốc Bắc Nam đi ngang qua thị xã Hội Nhơn, tỉnh Bình Định. Vâng, đây là phường Bồng Sơn của thị xã Hội Nhơn các bạn. Đây là quốc lộ 1A. Trái là đường đi Hội An các bạn. Phía trong đây nè bạn, cách đây khoảng cây số, hơn cây số gì đó. Vâng, đây là sông Lại Giang các bạn nhé, sông Lại Giang.
tới đèn đỏ, đây là rẽ lên hướng An Lão các bạn. Cao tốc nó sẽ nằm trên này một đoạn. Tính từ đường quốc lộ 1E lên chỗ giáp cầu tốc là bao nhiêu cây số nha, mình đang bấm đồng hồ rồi, còn 7.8. Chạy vào từ quốc lộ 1A, chạy vào một đoạn khoảng chừng 2 cây số các bạn. Đấy, phía trước đây là cao tốc rồi. Đấy các bạn, đường đây là đường đi Hội An các bạn. Đường đi An Lão. Đường đi An Lão nha các bạn. Hội An thì đường dưới kia. Đấy. Sau lưng là đường ra quốc lộ này bạn. Chừng 2 cây số trở lại thôi. Đấy, chỗ đây họ đang thi công cái cầu để bắc qua cái tỉnh lộ này các bạn, cầu vượt. Thì vào mùa mưa thì nó sẽ ngập lụt các bạn. Thấy cắm cái cột đo nước lũ khá là cao, 1m2. Đấy bạn, phía trước đây là công trình đường cao tốc Bắc Nam đi qua thị xã Hội Nhơn, tỉnh Bình Định. Đây thì họ đang thi công cái cầu vượt.
con biết. Phía bên tay phải đây là cao tốc đi ra Quảng Ngãi các bạn. Đi thẳng ra Quảng Ngãi. Còn phía bên tay trái thì chạy thẳng vào Phú Mỹ Quy Nhơn. Dầm qua vâng, đây là những hình ảnh Quy Nhơn City Bay Flycam cập nhật đoạn cao tốc đi ngang qua thị xã Hội Nhơn. Và cụ thể đây là một cái cầu bắc qua sông An Lão, chỉ cách cầu Bồn Sơn khoảng chừng 2 km đường chim bay, tức là cao tốc này chỉ cách quốc lộ 1A khoảng chừng 2 km và cách trung tâm của thị xã phường Bồn Sơn khoảng chừng hơn 3 km. Còn đây là hình ảnh đang làm cầu bắc qua sông An Lão các bạn. Cầu rất là dài luôn. Đấy, trong video mọi người cũng có thể thấy là đập Lại Giang và cầu Bồn Sơn. Vâng, chủ yếu đoạn này thì chủ yếu làm các cái cầu, các cái cống và đường vượt các cái đường DT. Vâng, còn vậy là còn rất là lâu thì mới hình thành lên cái cao tốc này được các bạn.
Thank you.